lực của nó. Trời ơi, nắng bự. Cái này sảy bây giờ. Trời ơi, dính lực con rắn rồi mọi người. Trong nước. Trong nước con bự rồi. Cái này sảy rồi. Để tới sáng rồi sảy chắc rồi. Mình cắm đằng kia hai cây mới gỡ rồi không dính. Và anh đây thấy kìa, dính được một con. Nãy mưa quá trời lớn rồi, ngập luôn. Vàng nữa trời. Cái bộ kiếm eo nó căng lứa hết ghê. Để tới sáng là sảy chắc. Mưa đầu mùa có đắng nước rồi. Cổ anh khúc tay nhiều. Quái gì à? Dính đây. Chiến nhạc phẩm buổi tối rồi. Hay. Còn dướng cái lưỡi nha mọi người. Nó đang nuốt nhái mà nó bị dướng cái lưỡi câu. Ăn nước này cũng được, cũng vừa. Mới lớn rồi. Móc này. Trên này lưỡi cái lưỡi trên cái họng đó. Cái hàm trên này. Xoáy 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 lắp đứt nhỏ ra. Bây giờ mình để dính nước cho mình xoáy thấy rõ không. Mưa quyền dũng nước ngập lốc luôn. Giờ mưa lâm râm ha. Thấy rõ không? Dướng lưỡi nó không có khóc được. Nhưng mà ví dụ giờ nó dướng cái cây hay gì là nó xảy ra. Nó quậy 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 đứt nhỏ lại thoát ra rồi. Còn chắc cả lần hết. Mưa đầu mùa nên ráng chưa bị rồi. Nãy cơn mưa quá trời lớn rồi.
hết quá nhiều tiêu rồi. Rồi giờ mình gom câu mình về đây mọi người, 4 cây mà sảy 2 cây dính được 1 cây này, chủ yếu là mình canh cá lóc thôi, dính được con cá nước. Rồi xin tạm dừng video tại đây nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.